lớn chuyện rồi Trinh ơi. Chuyện gì? Con chưa có bấm nồi cơm điện, em chưa kịp ăn sáng luôn. Gỏi, nhưng cái món gỏi đó nhìn vô là phải chảy nước miếng liền. Bấm một cái nút rồi kịch là xong hết. Nay nhanh mà vẫn ngon nha. Nướng như thế nào? Nướng liền cho anh coi nè. Em đang trải qua mọi cung bậc cảm xúc. Có nghĩa là tất cả các giác quan đều thức dậy. Cực kỳ đặc biệt. Cảm ơn em trai, em đã cứu lấy gia đình của anh. Mời quý khán giả đón xem chương trình Nhanh Mà Ngon phát sóng vào lúc 11:50 các ngày thứ 2, 3, 4, 5 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.